Hai xin chào cả anh em và cộng đồng nha, chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nha mấy anh em. Bữa nay mình đi du lịch ở Phú Quốc chơi, bữa nay mình ra cầu tàu chỗ cảng quốc tế nha, cầu tàu cảng quốc tế nha mấy anh em. Nó nằm ở trên cái đường băng của sân bay cũ phải không? Để nó nằm ngay đường băng sân bay cũ ở Phú Quốc đó nha mấy anh em. À đây mình định mua cái chích của người ta đánh lứ ở đằng đó đó mấy anh em, dọc 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 ở đó đó. Mà bữa nay đi ra hơi trễ cho nên người ta đã đánh lứ, người ta đem đi bán hết trơn rồi. Mua cái chích ở dưới đó nó còn tươi á, mình đem lên mình thái mình trộn gỏi ăn liền. Nhưng mà bây giờ mình phải ra chợ mình mua, nhưng mà nó cũng còn tươi tươi nghe mấy anh em. Đó mấy con tàu ở ngoài đó đó, nó nằm sát bờ đó đó. Cái mấy cái chòi là người ta để người ta gỡ lưới đó mấy anh em. Bữa mình cũng có ra mình mua rồi, cũng có cá tươi tươi, bây giờ không có thì mình mua cá ngoài chợ đỡ. Một cá bữa nay sẵn 30/4 qua bên Phú Quốc này mình đi du lịch chơi, có ông anh ông đứng đáy à. Có ông anh ở nhà trọ, ông 30/4 ông rủ làm gỏi cá chích nhậu chơi, rồi mấy anh em theo dõi mình làm gỏi cá chích nghe mấy anh em. Đây cái bọc cá chích đây, đậu phộng nè, hành phi nè, cái này để cho nó thơm, cho nó bán đi mùi cá nè, củ hành, hành tây nè, hành tây này củ không biết đủ nè, chanh nữa nè, ớt nữa nè, đó mấy rau này cắt bỏ vô. Rồi bây giờ mình ra mình lấy cái cây đấy để mình làm nộp. Đây là thợ nấu của Singapore nha, Kim Khu Đăng Sung, lựa chỗ kiến không hỏi mà bắt kiến vàng ăn luôn. Đã, giờ mình thái củ hành trước. Đấy đi, rồi mình ra mình lấy cái cây dựng rồi mình quay tiếp mấy nè, thái củ hành. Đầu bếp Cu Đăng Sung đang làm á mấy anh em ơi. Ở đây mấy anh em nha, cảnh đồ mát mẻ rồi ha, ngồi đây mát mẻ luôn mấy anh em. Bữa nay ngồi, lễ nữa, ngồi dưới góc cầu tàu nữa rồi ngắm biển rồi ha. ngồi dưới góc cây bàn. Bữa nay hình như lễ người ta cũng không có đi đánh cá nhiều nữa mấy anh em. Ở ngoài đó thì mấy chiếc tàu ở ngoài đó, đó đi đánh cá đó. Cho nên bữa nay mình đi cũng không đúng ngày. Đúng ra thường thường là 9 giờ là có cá nha mấy anh em. Cá chích là phải có đó. Tại cái khu này quýnh sao cá chích không không biết nữa. Từ 6 giờ tới 8 giờ. 9 giờ nó quê bữa có đâu. Bữa mới hỏi cả nó hoài. Bữa tôi ra 9 giờ có cũng tiện tùy tiền vô sớm như cả. Thường thường thì 8 giờ 8 giờ rưỡi. Thường thường là vậy. 6 giờ rưỡi bắt đầu có. Trễ, lai gai gai vô lai gai gai. Cá chích đây mấy anh em ơi. Anh thì đang đâm đồng phòng. Ngồi, mấy giờ rồi. Bỏ vô đó luôn rồi hả? Bỏ gì? Ở chỗ luôn, chỗ chỗ với cá chích luôn hả? Cái dĩa nặng ấy, cái nước nó. Nước gì? Cái nước trên này nó tanh lắm, cái nước mà rửa cá nó ái cá nè. Sắp lên đó đi. Để sắp lên hả? Mình sắp lên mình cho nó gáo, mình phơi cho nó gáo gáo nha mấy nè. Chứ còn có cái nước nó tanh lắm. Cái nào nặng chanh vô.
nặng trên vô chén, nặng vô đây luôn hay nặng vô chén chấm? Nặng vô chén chấm. Tôi thấy nặng vô ngon hơn. Thấy nặng vô ngon hơn. Mẹ ăn lâu hồi nó bấy nhiều rồi. Nhúng nhúng đi, nhúng chanh. Ăn nhiều chế vô nhiều. Ăn nhiều nhúng nhiều. Nhúng chế. Nhúng ngon. Phơi nắng khoảng 1 phút 2 phút nha mấy người. Tại cá này phải khô nó mới không tanh. Cái nước nó là thì tanh lắm. Nếu mà ở nhà mình rửa qua dắp cái còn đây đâu có. Có rượu, rửa rượu. Rượu nè. Rượu nè. Có rượu, rượu khỏi mất công phơi. Bóc vô đi, bóc vô đi. Đó, cá chích này. Bóc vô chế rượu vô. À, một bọc này là 40.000 nè. 40.000 mà ăn nhiều lắm đó. Hai người ăn không hết đâu. Ăn chị cơm luôn á. Ăn chị cơm luôn. Trộn hết luôn hay sao? Không, trộn phân nữa thôi. Còn cái này thế làm cái gì? Trộn mẹ nó hết luôn đi. Giữa vụ hả? Giữa vụ đi. Trộn hết luôn. Ăn không hết thì đem về nhà ăn cơm. Về kho sả nghệ. Đưa vô sả nghệ. Đưa vô cái này kho thịt đó. Có rượu mình rửa khỏi khỏi phơi mấy anh em ơi, rượu rửa hay lắm, đưa vô là hết tâm. Trời ơi, tôi uống hết rồi. Trời trời, giỡn hoài mày. Tôi uống hết rồi, tôi uống dừng xị rồi tôi xỉn rồi. Đó, mình rửa rượu cái hồng chắc cái nước ra. Tại mình mới đi với nhỏ kia tối bóc luôn. Có một rượu lên nó thử ra thơm ha, thơm rượu đủ có hai chén chanh nào xíu mà nữa cả rồi rượu cộm không nóng nồng được cái rượu giờ rượu đâu chết luôn hả mày biết sẵn giờ này ai mà nấu nữa rượu quất này à. Ai đâu nấu chắc liền cũng có nấu nữa. Dùng rượu đã quá mấy anh em ơi. Gà mấy cái nước tanh đỡ hồi lắm. Rồi. Bóp mình dắt con cá cho nó hết cái nước cá nha mấy anh em. Hết cái nước hết cái nước tanh với nước rượu đó, khô gan luôn. Thấy không? Trời, khô con cá luôn. Có nước rượu là phê. Nước rượu nó bán cái mùi của cá đi. Tôi thấy nặng vô nửa trái thì nặng à. Ai biết muốn nặng 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 đi nặng chế vô đây. Ủa lúc nãy mình quên gì nữa ta, quên đồ niêm miếng khỏi nha. Thường rồi đây bột ngọt rồi mỏng rồi tới ở bột nêm nữa đó. Đây đưa cái bột ớt với bột mấy bột rau đi, cái này biết không dùng chung luôn, cái này dùng chung luôn. Rồi cái đó dùng chung. Ăn cho cái này của hành phi với đậu phộng nó thơm mấy anh em, ăn không tanh. Với lại mấy anh em có người thích ăn để dừa vô nha, có người cũng không thích gì mấy. Ít ớt thôi. Đừng bỏ ớt. Mày ăn tỏi ớt bỏ vô chén này chạch cái tô vô. Rồi. Cây. Tôi để ớt ớt cho ông. Cây có ăn được. Cây có ăn được. Rồi. Tỏi xả như đổ trộn cây hồi nóng tay không mấy anh em ơi, mình chơi văn giả là mình phải chơi gì nó mới đúng. Rồi tiền sử á nói vậy chửi trộn đũa nó không có đều
rồi sắc của hành ghê không, của nào của nấy. Ủa vậy mới dễ gấp chồng đi. Rồi xong rồi đó, đây đưa cái bọc bao rau kia vô. Ừ, để tôi ngắt để vòng vòng đây cho nó đẹp thôi chứ không. Ừ, à làm cái vụ tạc đưa ông lọc này qua bên đi. Vụ tạc làm gì? Để chấm ăn chạy sao đâu ăn đâu mày, à, mày để đi chấm mày bọc mày bỏ vô chén á rồi tao gây kéo rồi rồi mất có thuốc rồi hay quá còn quẹt cái có thuốc đâu đâu không mất mẹ rồi thấy em sách mình đẳng bỏ ghế mình vừa đánh cái mặt có không lọt vòng vòng đây cái rớt nó thuốc rồi thuốc rồi bỏ mẹ đi kiếm có đâu. Cái này ai muốn ăn cắn rau thì bứt rau ăn chung rồi bứt nha, còn mình thì mình thái. Còn dễ gì có, cái này mình trộn chung là để cho nó bán đi cái mùi cá nha, cái này mình cắt cắt nhuyễn nhuyễn ra cho nó bán đi cái mùi tanh của con cá. Cái rau này mấy cái rau này nè nó dễ bán đi cái mùi tanh của con cá chứ. Có không? Thật đẹp lắm. Là cười cười, là cười cười. Dừng là da không có người ta, dừng là da hút hút thuốc. Nhất là cái rau thơm với lá tí tô á, nó làm bay đi cái mùi của cá, mùi tanh của con cá. Mà đặc sự con cá này nó cũng không có tanh gì mấy anh em ơi, nó không tanh. Nếu mà mấy anh em ha, con cá còn ta đánh lứ dưới đó lên đó là anh em thái ăn luôn, nó không có tanh. Mình có ăn rồi biết nó cũng tanh mà ít ta, ít chế độ tanh nó không có nhiều. Đây vô dao đó vô quả kéo qua rau mà không nói dao dao. Bỏ cho bọc luôn, để cho bọc luôn. Ừ. Ừ. Đây mới bình nước đá lại. Rửa tay luôn đi. Máy tay rửa tay đi. Kéo xích lên đây nè, ngồi về cái máy ngoài này nè. Mình ngồi máy ngoài cái máy quay quay mới thấy. Rồi đó. Mình thì phái bù tạc đó nha. Ngồi vậy sao thấy mặt không? Ngồi đây nè. Ôi, làm chỗ ngoài. Làm chỗ ngoài. Làm như là tổng thống hay gì chứ mà. Vô. Ngồi ở nặng bột tạc vô mấy nè. Cái này bột tạc như nào tốt mấy. Có chanh rồi mà. Ăn cho nó nồng lên đó. Nó kích thích mình ăn. Đó, bữa nay 30/4 mà mình chơi bụi gì luôn mấy em ơi. Nhưng mà ra ngoài này cá chích ngoài chợ thiệt nhưng mà nó cũng vẫn còn tươi nha. Tại con cá này mà nếu mà nó mà hơi ấy rồi nó là làm ăn không được, làm ăn tái không được. Miếng với mình chưa có đủ độ, chưa đủ độ mấy em, chưa đủ độ cái chích.
Lâu quá mình không, lâu quá mình không nhậu bụi gì nghe mấy nè. Đụng lên quá đã rồi, phê quá. Củ tạc này mình để trong tủ lạnh hay lâu nó bớt nồng rồi. Chín sống sống nè, vô mời mấy anh em miếng cá chích nha. Núng chanh ghiền nó chua quá. Núng chanh mà ăn bột rạp núng chanh chi, mà ăn bù đạt mà còn nướng chanh. Mà mấy này nè, tao ăn gỏi chứ tao ăn cái này nướng chanh. Sợ sống mà sợ son à? Sợ gì mà nướng chanh. Miếng heo đất. Ừ. Nóng. Tạt hả? Ừ, tạt. Mày quậy nhiều quá mà. Tôi ăn vậy mới đủ đồ. Đủ tạt dẹp đó hả? Mùi nhạt nồng lắm, mùi tạt nam bất nồng. Nó hơi lạc lạc. Nếu tương mà nó bám chợ ăn được mà xong bám chợ làm nước cam á. Ăn kỹ nè, ăn còn hay. Cái này ai thích cái nào thì chấm đó nha. Mình thì chấm nước tương với bột tạt. Còn ở quán của người ta làm á mấy năm là chấm với nước tỏi gừng với ớt với nước mắm, làm nước mắm ấy gì đó, như nước mắm chua ngọt gì đó. Ở quán thì làm cái đó, mình thì ở đây mình chấm bột tạt. Bột tạt thì nó ấy hơn. Chua thái chơi, thái ăn hết ngon rồi quá. Thái đâu thái quá nó ăn. Cái này cái thịt cá chích này chín ăn nó không ngon mấy năm rồi. Mời mấy năm nha. Mời lịch sử dữ mày. Bóp lắm nè, cẩm tay ha. Không ăn thấy lần không? Không, tôi ăn không thấy lần. Đâu ở nhà đó ăn cũng đâu có dễ dụng bóp mẹ đâu. Rạn xong rửa sạch rồi đầu để cho khô nó đầu là đem đi trộn cuốn hành rồi đậu phộng rồi vô. Mà không có chỗ đậu phộng thì cá trộn đậu phộng cho nó mắm. Đó là mình làm nước mắm làm. Ừ, mắm làm. Rồi vừa. Ủa, tay rồi. Thơm. Bánh tráng.
nếu mà có bắp chuối á, trộn với bắp chuối ăn đã. Chuối trộn cái kiểu mà chua chua y ngang như gỏi gà gỏi vịt vậy đó nè, là ngon đó. Mình thì từ nhỏ tới lớn mình hút thuốc rồi mấy năm, mình quay clip mình giấu không được đâu, giấu cũng thật sự cái người mà giấu là mấy người đó không có thật lòng đó. Còn mình thì khỏi giấu gì chứ, xấu chỗ nào mà đưa ra chỗ đó luôn. Mình sống từ đó giờ là cái bản thân mình là gì rồi nữa nè. Đi gần đó là cái hình tượng thì mình bị bao quát luôn, trơn cái cầu cảng luôn, trơn cái trên đó là trên cái làng chài luôn á, không cái làng chài này chài là phải để cái máy bên đây. Ý tao nói vậy đó, đây thì mình có quay được cái cầu cảng, không biết có được không nữa. Được cái cầu cảng này mới mới xong cách đây cũng khoảng 2 tuần lễ, cán thành bữa mới cán thành chắc không tới 2 tuần. Cầu này cầu cảng quốc tế nha mấy em, có tượng đài Bắc Hồ, đường băng sân bay cũ có tượng đài Bắc Hồ, dựng tượng đài Bắc Hồ rồi, đường băng sân bay cũ mấy em. Mấy em mà có đi qua bên Phú Quốc du lịch đó thì mấy anh em cũng ghé ở đây chơi một lần cho biết. Ở đây thì rất chiều á, qua trải nghiệm chơi rất chiều. Ở đây có mấy cái quán nhậu cặp biển nha mấy anh em, hải sản đồ đầy đủ. Mé bên cầu bên kia á, mình đi qua lọn qua cầu bên kia cũng có quán nhậu, ở bên đây cũng có. Ở đây chỗ mình nhậu là ngồi chơi là gần một cái quán nhậu. Có nhậu bãi biển, mấy quán này chắc cũng mấy anh em cứ qua ăn thoải mái, cũng rẻ à, chứ không mắc đâu. Tại vì là quán này là mấy quán này là cây nhà lá vườn không à, nhà lá vườn chứ không phải như những cái quán khác mà ở ngoài thị trấn, ngoài phường kia mà nó mua đi bán lại. Còn ở đây thì dân ta đi đánh lưới rồi. Đây dân địa phương ta đi lên ta bán cũng cá giá bình dân. Cá thì giá bình dân, giá thì đúng theo giá chợ. Mà cua ghẹ thì cái đó mình chưa biết nha anh em. Cua ghẹ đương nhiên là phải hơi mắc rồi. Nào ở đâu cũng vậy. Cá mực thì giá bình dân, còn ghẹ thì nói chung là mắc. Tôi uống cái cục này không được rồi, bỏ. Đây. Mời mấy anh em nha. Không có, bỏ. Không quen hả? Mấy khúc nào 22 giờ bỏ, bỏ. Nhảy thơm. Bầm sẵn 4 giờ mà thức dậy quay xay ớt sỏi mà không có phải ớt suối đâu nha. Ớt hồi bà ớt ngon nó thấy ai đâu mua không nổi, mua không lần một nó ba tư mà xay đâu mà tư nữa. Bà ớt xay tỏi xay là với xả xay á, nhất là xả để nó mau hôi lắm, nó ngã màu cái đó hôi à. Còn cái này bỏ tủ lạnh được,
ớt thì không sao, ớt đổi mỗi lần đi, đổi cũng được. Tôi ăn nãy giờ thấy cảm thấy thiếu thiếu cái gì thôi, thiếu dừa, thiếu dừa, thiếu dừa. Bởi tao tao đợi mua mày cản, đợi đi mua nữa tới đó mà... ngay chân chỗ đó luôn đó, ngay chỗ mày đứng luôn á. Tao nói thấy dừa phải có dừa ăn mới béo. Cải không, không mua dừa đi nữa, tôi không ăn mua ít thôi. Mà cái ông già đó, chỗ đó ông trả mặt bằng, ông đi đâu ông tiêu rồi. Ngay cái hẻm vô chợ, vô chợ lầm á. Nó mới lộ lần này chứ. Này, ngay sau lưng này đó, mà chỗ đó bán dừa đó. Cái này có phải có chút tiền lo anh em vô mới được ăn thì gì nó lạ, tại mình không có bột ngọt gì nó hơi lạc lạc. Sao lại hợp với cái gì nó ngọt à? Không quá. Ôi cái 40.000 với gạo gác 20 nữa là 60.000. Gạo quán dĩa này như cũng 60, nhưng mà cái dĩa này nó chia ra cũng khoảng 4 dĩa không không 4 dĩa à. Nhỏ 4 dĩa cho 200 50 dĩa. 50 dĩa. Cá này nó rẻ hơn rau nữa nghe mấy nè. Mà nó có dừa à? Tôi có cảm giác trộn cái này ăn nó không bắt. Tôi đang có cảm giác trộn cái gì ăn ngon lắm. Trộn gì? Thầy. Trộn nó là lẫn tấm luôn ta. Thấy nước chấm không hợp. Cái nước cơm nó vừa. Cái vừa ăn nó bầu đạt vô. Đậu giá rồi. Bỏ tỏi ớt vô. Bỏ rồi. Vô đây hả? Vô chén này không? Mình tạc nè. Mình tạc rồi tỏi ớt vô. Mình chấm nước tương đó là vừa. Mời mấy em luôn. Chẳng à. Chẳng chín. Hai ông nội nữa. Giờ mình phải ăn đồ sống lắm anh em ơi. Cửa ấy thì nó thịt cần sống mà ăn. Cái dĩa này còn mà 6 người ăn đó mấy anh em. 6 người ăn đó. Bữa nào mình làm mình trộn dừa vô coi nó béo béo thảm thảm dễ nhai. Mấy anh em ơi, như giáo mình làm cái chích mượn tháng 4 thế mình xin dừng giáo tại đây mấy anh em ơi. Chúc mấy anh em nhiều sức khỏe và luôn luôn kiếm tiền nhiều. Xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình luôn mấy anh em ơi. Thôi bye bye mấy anh em nha.